Thầy chào tất cả các em. Tiết học trước thì chúng ta đã học bài quy đồng mẫu nhiều phân số rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề phân số. Thì bài tiếp theo hôm nay chúng ta là bài so sánh phân số. Chúng ta vô phần đầu tiên đó là so sánh hai phân số cùng mẫu. Thì cái cách so sánh hai phân số cùng mẫu ở lớp 6 của mình á, nó cũng tương tự, cái quy tắc nó cũng tương tự như ở dưới tiểu học. Thì chúng ta cũng có quy tắc tương tự như sau. Đó là gì? Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, đó là mẫu dương, phân số nào có tự lớn hơn thì lớn hơn. Được chưa? Bây giờ thầy lấy một ví dụ cho các em xem. Ví dụ, so sánh các phân số sau. Câu A, 6 phần 11 và trừ 2 phần 11. Mình thấy hai phân số này nó đã cùng một mẫu dương là 11 rồi. Bây giờ chúng ta thực hiện đi so sánh tử. Mình thấy 6 thì nó sao? Lớn hơn trừ 2. Nên chúng ta có được phân số 6 phần 11 lớn hơn trừ 2 phần 11. Được chưa? Bây giờ đây là thầy giải thích. Tương tự câu B cũng vậy. Chúng ta có là trừ 5 phần 7 và trừ 2 phần 7. Bây giờ chúng ta thực hiện so sánh hai phân số này. Chúng ta thấy là hai phân số này có cùng một mẫu dương là 7 rồi. Thì bây giờ chúng ta thực hiện so sánh tử. Mình thấy trừ 5 thì nó nhỏ hơn lại trừ 2. Nên phân số trừ 5 phần 7 nhỏ hơn trừ 2 phần 7. Được chưa? Đây, thầy giải thích. Trừ 5 nhỏ hơn trừ 2 nên phân số trừ 5 phần 7 nhỏ hơn trừ 2 phần 2 phần 7. Thì tương tự như vậy, các em làm dấu chấm hỏi 1 vào trong tập của mình. Được chưa? Thì chúng ta đã biết được cách so sánh hai phân số cùng mẫu rồi. Thì nếu hai phân số không cùng mẫu thì như thế nào? Thì để biết được điều đó, ta xem dấu phần hai nhỏ. Đó là so sánh hai phân số không cùng mẫu. Thầy xét ví dụ, so sánh hai phân số sau, trừ 7 phần 8 và 3 phần trừ 5. Bây giờ chúng ta muốn so sánh hai phân số này thì chúng ta phải đưa hai phân số này sao về cùng một mẫu dương. Chúng ta thấy hai phân số này chưa có cùng mẫu dương. Thì vậy muốn làm được đó thì bước đầu tiên chúng ta phải làm sao? Đưa về cùng mẫu dương. Đưa về mẫu dương rồi, cùng mẫu dương rồi, chúng ta thực hiện so sánh tử. Ở đây nè, thì chúng ta cũng có quy tắc như sau. Đó là quy tắc của mình, muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương, rồi so sánh các tử với nhau. Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. Đó là quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu. Thầy lấy một ví dụ cụ thể cho các em. Thầy lấy ví dụ lại lúc đầu, trừ 7 phần 8 và 3 phần trừ 5. Các em quan sát để ý này xíu nè. Chúng ta thấy phân số 3 phần trừ 5, đây là phân số có mẫu âm. Vậy bây giờ thầy đưa về mẫu dương là trừ 3 phần 5. Rồi từ đây thầy đi so sánh phân số trừ 7 phần 8 với lại phân số trừ 3 phần 5 thôi. Mình thấy hai phân số này không cùng một mẫu dương thì mình phải thực hiện đi quy đồng, đưa về cùng mẫu dương. Mình thấy 5 với 8 của mình á, mẫu chung là 40. Rồi từ đây thầy chỉ cách tính tử cái này, tìm tử cái này cho nhanh nè. Mình lấy cái mẫu chung đây, mình chia tương ứng từng cái mẫu. Đây 40 chia 8 là bằng 5. 5 nhân trừ 7 là bằng trừ 35. Tương tự đây mình lấy 40, mình chia 5 là bằng 8. 8 nhân trừ 3 là bằng trừ 24. Đây, thầy tìm được cái tử đây trừ 35 và trừ 24. Mình đã đưa được về cùng một mẫu dương rồi. Bây giờ chúng ta thực hiện đi so sánh tử. Mình thấy trừ 35 và trừ 24. Vậy trừ 35 nó như thế nào với trừ 24? Mình thấy được trừ 35 nhỏ hơn trừ 24. Nên từ đây mình kết luận được là phân số trừ 35 phần trừ 35 phần 40 sẽ nhỏ phân số trừ 24 phần 40, hay trừ 7 phần 8 sẽ nhỏ hơn trừ 3 phần 5. Từ đây mình kết luận được là trừ 7 phần 8 nhỏ hơn 3 phần trừ 5. Tương tự như vậy, ta làm dấu chấm hỏi 2 vào trong tập của mình. Rồi bây giờ chúng ta sang chấm hỏi số 3. Đó là so sánh các phân số sau với 0. Bây giờ mình so sánh phân số 3 phần 5 trừ 2 phần trừ 3 trừ 3 phần 5 2 phần trừ 7 với 0. Thứ nhất, phân số 3 phần 5 mình so sánh với 0. Bây giờ thầy phải biến đổi 0 này về cùng một mẫu dương, đây là 5. Thầy biến đổi được là về là 0 phần 5. Rồi cùng về một mẫu dương rồi, so sánh tử mình thấy 3 thì nó sẽ
lớn hơn 0 nên phân số 3 phần 5 lớn hơn phân số 0 phần 5. Từ đây chúng ta kết luận được là 3 phần 5 lớn 0. Rồi, tiếp theo trừ 2 phần trừ 3. Mình thấy phân số này nó có mẫu, mẫu âm. Vậy lập tức mình đưa về mẫu dương để mình so sánh. Đây, đưa được về mẫu dương là 2 phần 3. Rồi từ đây mình so sánh 2 phần 3 với 0. Tương tự vậy, bây giờ thầy phải đưa 0 này về cùng một mẫu dương đây là 3. Và đưa được về là 0 phần 3. Rồi từ đây so sánh tử 2 thì thấy lớn 0 nên phân số 2 phần 3 lớn 0. Từ đây mình kết luận được là trừ 2 phần trừ 3 lớn 0. Tiếp theo trừ 3 phần 5. Mình so sánh với 0. Mình cũng làm tương tự, mình đưa 0 này về cùng một mẫu dương đây là 5. Thì mình đưa được về là 0 phần 5. Rồi bây giờ mình thực hiện so sánh tử thôi. Trừ 3 thì nhỏ 0 nên phân số trừ 3 phần 5 thì nhỏ phân số 0 phần 5. Từ đây mình kết luận được là trừ 3 phần 5 nhỏ 0. Tương tự cuối cùng 2 phần trừ 7. Đây là phân số này có mẫu âm. Lập tức mình đưa về mẫu dương là trừ 2 phần 7. Rồi từ đây mình so sánh trừ 2 phần 7 này với 0. Rồi từ đây mình đưa 0 về cùng một mẫu dương đây là 7. Mình đưa được là 0 phần 7. Rồi mình thực hiện so sánh tử, mình thấy trừ 2 thì nhỏ hơn 0, nên trừ 2 phần 7 nhỏ hơn 0 phần 7. Từ đây mình kết luận được là 2 phần trừ 7 nhỏ hơn 0. Rồi, các em chú ý như này cho thầy. Thấy đây, phân số 3 phần 5, mình thấy tử với mẫu là hai số nguyên như thế nào các em? À, mình thấy được đây là hai số nguyên nó cùng dấu. À, từ đây mình có kết luận là gì? À, phân số mà có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu dây thì phân số này nó sẽ lớn hơn 0. Tương tự trừ 2 phần trừ 3, đây là phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu đây, trừ 2 trừ 3 nên phân số này nó lớn hơn 0. Đó là cái nhận xét nhất của mình. Nhận xét nhất là gì? Đó là phân số mà có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0. Phân số mà lớn hơn 0 gọi là phân số dương. Đó là nhận xét đầu tiên. Nhận xét thứ hai, ta quan sát. Mình thấy phân số trừ 3 phần 5, mình thấy tử và mẫu là hai số nguyên như thế nào? À, mình thấy đây là số nguyên âm, đây là số nguyên dương. Thì thấy tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu, nên phân số này nó nhỏ không, mình kết luận được nó nhỏ không. Tương tự đây 2 phần trừ 7, phân số này cũng có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu, nên phân số này nhỏ không. Đó là nhận xét số 2 của mình. Đó là phân số mà có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0. Mà phân số nhỏ hơn 0 gọi là phân số âm. Đó là hai cái nhận xét của mình. Thì qua bài học hôm nay á, thì các em cần nắm bắt được điều gì? Thứ nhất là so sánh hai phân số cùng mẫu dương. Cùng mẫu rồi thì cùng mẫu dương rồi thì chúng ta chỉ cần đi so sánh tử. Đây, chỉ cần đi so sánh tử. Còn so sánh hai phân số không cùng mẫu thì chúng ta làm sao? Bước đầu tiên, nếu phân số đó có mẫu âm thì chúng ta đưa về mẫu dương. Bước thứ hai, chúng ta thực hiện quy đồng các phân số đó. Bước thứ ba, so sánh tử các phân số đã quy đồng. Đây thì đây là cái nội dung bài tập mà các em cần nắm bắt hôm nay. Thì để củng cố cho phần luyện tập, cho phần so sánh phân số thì thầy có vài phần luyện tập như sau. Đó, bài 1 so sánh các phân số sau, bài số 2 các em làm vô trong tập của mình. Và thời gian nộp bài hạn chót là ngày 25 tháng 4 năm 2020. Và các em theo dõi bài sửa vào tuần sau.